Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tipca. Một sự kiện gây chấn động dư luận toàn cầu trong khoảng một tuần qua, đó là việc chiếc tàu ngầm thương mại Titan trong hành trình tham quan xác tàu Titanic dưới đáy biển đã bị ép nát thảm khốc, khiến cho 5 người thiệt mạng. Nhưng điều đáng nói là đơn vị chủ quản của con tàu này đã có những tuyên bố hết sức tự tin và mang tính chủ quan. Vậy vụ việc này có cái gì tương đồng với ô tô, cái thứ mà rất nhiều gia đình người Việt Nam phải chắt chiu tiết kiệm rất nhiều năm mới có thể mua được? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cùng điểm lại rất nhanh vụ việc đang gây chấn động toàn cầu này. Công ty Ocean Gate tại Mỹ cung cấp dịch vụ thám hiểm có 102 trên thế giới. Đó là lặn biển trong con tàu ngầm Titan để tham quan tàu Titanic bị chìm dưới đáy đại dương từ năm 1912. Trong chuyến lặn biển định mệnh vào ngày 18 tháng 6 năm 2023, con tàu ngầm Titan chở theo 5 người đã bị mất liên lạc với tàu mẹ. Hậu quả là 5 người trên tàu lặn Titan đã chết trong một vụ nổ thảm khốc, một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm 22 tháng 6. Vậy thì đến đây, chúng ta có thể rút ra được bài học gì khi mà mua và sử dụng ô tô? Nhiều quý vị có thể cho rằng là chúng ta có thể mua những chiếc xe thậm chí là không biết chỉ số an toàn ra sao, mà chúng ta vẫn chạy đầy đường suốt ngày, năm này qua năm khác, có làm sao đâu. Một chiếc xe ô tô dù là đời ơ kìa, độ an toàn rất kém, cũng có thể chẳng xảy ra chuyện gì to tát khi mà hàng ngày di chuyển chậm chạp trong phố hay những con đường đẹp vắng vẻ. Nhưng mà khi ra đường trường, tốc độ trung bình hoặc cao, nếu chẳng may xảy ra va chạm thì chắc chắn là sẽ có sự khác biệt giữa những chiếc xe an toàn và không an toàn. Nếu như ở dưới đáy đại dương, sâu hàng nghìn mét, con tàu ngầm Titan có thể bị ép nát thảm khốc dưới áp lực của nước, thì trên cạn, những chiếc xe ô tô cũng có thể bị ép nát trong các vụ va chạm. Và theo đánh giá của chúng tôi, thì những chiếc xe kém an toàn sẽ có ít nhất 5 khác biệt sau đây. 1. Là khoang lái có thể bị biến dạng, gây nguy hại cho hàng ghế trước. 2. Là các cánh cửa có thể bị kẹt cứng, khiến cho người không thể thoát ra ngoài. 3. Người ngồi phía sau có thể bị chấn thương vùng đầu khi bị va chạm từ bên hông. 4. Là tính mạng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu xe bị văng hoặc là lật xe. Và cuối cùng, đó chính là có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ. Nhưng mà giữa ô tô và tàu ngầm thì có gì khác biệt? Tàu ngầm thì lặn dưới nước, nó vừa phải đảm bảo độ cứng vững về mặt kết cấu, vừa phải đảm bảo độ chắc chắn và kín khít của thân vỏ. Ô tô thì hơi khác, ô tô chỉ đi trên cạn. Vì vậy, lớp vỏ cứng vững cũng được nhiều người đề cao khi mua xe, nhưng mà sẽ không quan trọng bằng bộ khung. Trong khoảng 15 năm qua thì các nhà sản xuất ô tô mới đồng loạt chú trọng đến việc này. Họ sử dụng các vật liệu gia cường, sử dụng thép boron siêu cứng để làm tăng độ cứng của khung xe ở những vị trí then chốt, giúp bảo vệ khoang người ngồi. Đến đây thì chắc hẳn là không ít quý vị sẽ giật mình và tự đặt câu hỏi là không biết là chiếc xe mà mình đang đi có đủ độ an toàn hay không. Thì chúng ta có ít nhất là hai cách để kiểm tra. Cách thứ nhất rất đơn giản và phổ biến, đó là chúng ta nhờ Google kiểm tra. Thì chúng ta có thể gõ tên xe, tên tổ chức đánh giá là sẽ ra kết quả. Và cách số 2, đó chính là chúng ta vào thẳng website hoặc là kênh YouTube của các tổ chức đánh giá uy tín và tìm kiếm tên xe của mình. Ví dụ, chúng ta thử tìm kiếm một số xe bán chạy tại Việt Nam, chẳng hạn như là Toyota Vios, một chiếc xe mà nhiều người vẫn nói là thùng tôn di động. Tiếp đó là Kia Morning, chiếc xe bán rất chạy một thời và giờ thì không hiểu vì sao không còn bán chạy nữa. Đối thủ của Kia Morning là Hyundai i10, chiếc xe bán chạy rất nhiều năm và giờ vẫn bán tốt. Qua những kết quả trên thì chúng ta có thể kết luận là rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa quan tâm đến độ an toàn khi mua xe. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau bàn bạc một chút về vấn đề kiểm định và độ an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông. Và theo quan điểm của chúng tôi thì dù bất kỳ phương tiện nào, ô tô, xe máy, tàu hỏa, tàu thủy, tàu ngầm vân vân, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua bất kỳ một yếu tố an toàn nào, đặc biệt là vấn đề kiểm định của các tổ chức uy tín trên thế giới. Dĩ nhiên là xe nhà tôi cũng vậy. Còn quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về đề tài ngày hôm nay? Và có bao nhiêu quý vị thực sự quan tâm đến các chỉ số an toàn của các tổ chức uy tín khi mà chọn mua xe? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tipca.